Một ca khúc kể về một câu chuyện tình yêu, những tâm sự thầm kín, những nỗi đau giấu kín không thể nói thành lời, chỉ có thể gửi gắm vào tiếng đàn dương cầm. Một ca khúc với giai điệu êm dịu sâu lắng và lời ca đầy cảm xúc. Thưa quý vị, lặng lẽ tiếng dương cầm của nhạc sĩ Nguyễn Ánh Chí sẽ được giới thiệu hôm nay qua tiếng đàn dương cầm của Quỳnh Nga và tiếng hát Ngô Hoàng Oanh. Thank you.
Chị Quỳnh Nga ra đứng ở giữa giùm em ấy. Để em nắm tay chị cho chị bớt run. Bây giờ chị đánh xong cái bài này, quý vị thưởng thức tiếng đàn của chị. Như vậy mà chị rất khiêm nhường, không bao giờ chịu ra. Bây giờ không gian xưa đã biết rồi, trốn không khỏi. Chị cho biết là tháng 6 năm sau chị có đi chơi đâu không? Dạ em. Em không biết nữa, sao tiếng đàn của chị sợ mặt càng lúc lại thấy càng hay. Nhưng mà chỉ có trước mặt mọi người như này cũng 100 người. Chị đâu đâu, thường 150 chị mới luôn. Chị chỉ nói một lời thôi. Rồi 1 tháng 6 năm sau chị có xuất hiện không? Vì kỳ trước chị nói chị chỉ run khi nào 150, nhưng mà Lâm Thi cho biết mùng 1 tháng 6 chỗ đó nó chứa đi 240 người. Thật là dễ thương. Thưa quý vị, cảm ơn tiếng đàn Quỳnh Nga và cũng cảm ơn Lâm Thi. Chả dễ thương như vậy mà chị run thì không hiểu tại sao. Không mà đã mời được chị tới rất là niềm mừng. Dạ vâng, thưa, theo như em á, có một cái lời ngỏ là nếu mà trường hợp mà quý vị muốn tặng hoa cho các ca sĩ á, dù hoa giả hay hoa thật, nhưng mà xin để đến hết bản nhạc rồi hãy lên. Thưa quý vị, vì khi mà vậy cái dòng nhạc của họ đang hát, và nhất là những lúc của diễn tả như thế này, tôi muốn là thưởng thức âm nhạc trọn vẹn. Xin cảm ơn quý vị. Bây giờ là sự trở lại của song ca tiếng hát Đông Triều và Ái Phương trong một liên khúc Mắt Thu của Ngô Thủy Miên và Tuổi Xa Người của Từ Công Phổ. Thưa quý vị, hai tiếng hát Đông Triều, Ái Phương. Là ngôi thắm biết dù bao chiều.
biển hoang vu. Thank you.